Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Linh Không Đen đây. Và chúng ta lại tiếp tục đến với series bảo bối điện thoại này anh em ơi. Tuy nhiên là có một cái tin buồn vãi nồi anh em ạ. Ngày hôm qua mình ấn vào một cái đường link ở trên Facebook. Holy shit, thề mình không bốc phét tí nào. Ủa rồi, tự nhiên hiện ra mấy cái trang page kiểu có con bé nằm mặt trợn mắt lên này. Xong ở dưới có quả caption là cô gái hot nhất ngày hôm nay. Mình cũng tò mò, mình ấn vào thử xem là cô đấy bị ai oánh mà mắt mũi lại trợn ngược lên như thế. Cuối cùng có ngay một quả email thông báo. Ôi, quả Facebook clone của mình đã ra đi mãi mãi anh em nhá. Thì thú thực với anh em là mình cũng hay lập một cái Facebook clone để có thể là tham gia một cái event game các kiểu, share ship các thứ cho nó đỡ bị gọi là bạn bè chửi. Ôi, thế là quả Gmail đăng ký với con ác gọi là Andy No ATM cày chay bảo bối điện thoại server 487 của mình, cũng thế là đi luôn, cú thực sự luôn anh em ạ. Thôi thì ngày hôm nay lại tiếp tục quay trở lại với con ác Linh Không Đen vậy. May là vẫn còn con ác này, ác chính của mình vẫn còn nguyên anh em nhá. Và hôm trước thì mình cũng đã test thử sức mạnh 200 ký ẩn trong đội hình rồi, tuy nhiên là không ăn thua cho lắm. Nên là thôi, mình lại quay trở về với lại đó chính là em Bullet thôi. Mình lại nâng cấp nó lên rồi, tuy nhiên là nâng cấp đi nâng cấp lại khiến cho mình mất khá là nhiều đá để có thể là nâng bậc nhá. Đây nó chính là cái đá màu tím tím này anh em này. Và thôi, sau cái lần mất ác này nữa thì thôi thì tốt nhất là mình chỉ chơi đúng một cái on ác này thôi anh em ạ. Bực lắm rồi, mất bao nhiêu lượt thời gian công sức, trời ơi. Không biết là tuần sau có sự kiện Big Mom nhỉ anh em nhỉ, để mình còn biết đường là tích cốc bia vàng các kiểu. Khả năng là có đấy, mấy tuần rồi chưa thấy đâu cả. Đây là event Big Mom mình nghi là sắp ra này. Mà đúng rồi anh em ạ, ngày hôm nay vừa ra một tựa game ngọc rồng mới, Kame Legend hay vãi cả trưởng luôn. Cái tựa game này thì mình cũng đã trải nghiệm phiên nó alpha test rồi. Ôi dồi ôi, ngon lành đấy. Và ngày hôm nay thì mình cũng đã trải nghiệm rồi, mai chắc chắn là có video để cho anh em xem. Thì anh em nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi nhá. Nhưng mà mình có nên chơi cái event gọi là đua top chiêu mộ thùng bia được không nhỉ anh em nhỉ? Bởi vì là đây quà thì mình thấy là có cái bảo vật đấy. Nhưng mà để mình xem ra bảo vật này có ngon hay không. Ở trang đô Flamingo tăng 8% máu, 40% chặn à. Nhưng mà bù lại được rất là nhiều mảnh nhá. Hay là mình cứ chơi nhỉ, mình có 200 thùng bia đấy. Mình chơi thử xem như thế nào, biết đâu nó lại ngon này. Ok, để mình cứ chiêu mộ bên nhanh nhẹn nha anh em ơi. Múc luôn, múc luôn, múc luôn. Inazuma này, lâu lắm rồi mình có cảm giác là chiêu mộ hệ nhanh nhẹn nó nhiều đến như thế. Kể từ cái thời kỳ Nami Wano nó ra mắt ấy, mình cũng chơi khá là nhiều hệ nhanh nhẹn các kiểu luôn. Tuy nhiên là sau đó lại all in vào trong đấy là bền bỉ để có thể là chiêu mộ được Bullet này, Luffy Wano này. Úi dồi ôi, toán những em tướng hot thôi. Nên cho nên là bây giờ lại quay trở lại, ui, lại Robin Wano. Thế với anh em luôn, tuần này cái tỷ lệ ra Robin Wano nó tăng cực kỳ là nhiều nhá. Rồi luôn Robinette này. Trời ơi, trời ơi. Thêm một em gọi là Shiraoshi đi xem nào. Cú đấy. Đùa. Cố lên, Smoker làm cái gì? Sentomaru. Rồi, toàn luôn. Nào mà không ra được em nào là hơi lỗ nha. Ít nhất phải ra được một em Shiraoshi thì mới là like, còn không là thôi. Ối dồi ôi này anh em ơi. Lại Moria, thứ mình cần là Shiraoshi cơ. Đâu rồi? Trời đất ơi. Tỷ lệ nào mà cú thế nhở. Rồi lại Rezu. Ra đúng mấy cái em tướng mà ngày xưa mình cũng chơi đấy. Tuy nhiên là bây giờ lại cho vào lãng quên rồi. Ok, Shiraoshi. Tính mình là cứ có mới là phải nới cỗ thôi. 30 thùng việc cuối cùng ra nào. Ok. Vai. Đùa à. 10 thùng cuối cùng. Trời đất. Vai cả nồi đen thế. Không ổn tí nào. Đua top xem nào anh em ơi. Hả? Đây là như là chưa cập nhật anh em ạ. Chứ mình vừa lên được bao nhiêu điểm với ta? 11 là 610 mà cộng với lại 200 phải lên 800. 800 thì ôi, top 2 anh em ạ. Lên 800 điểm là top 2 đấy. Căng chưa? Không đùa được anh em nhá. Nghe vẻ là cũng ghê gớm này. Wow, Hí Anh Linh, một bạn tên là Hát luôn. Mà Canada thế. À, có cái nhiệm vụ chiến trường này anh em này. Được khá là nhiều thùng bia nha. Và thêm vào đó là xúc sắc nữa với cả chiêu mộ đại hải tặc. Thì mình thấy cũng có là nhiều, khá là nhiều xúc sắc với cả bánh xe. Thế thôi mình múc luôn nhá, để mình chơi luôn event đó chính là đảo rực rỡ. Kiếm luôn nó chính là vài cái cuốn trục đi. Ra được có mỗi cuốn trục thôi. Nhưng mà thôi mình cứ chiêu mộ nhá anh em. X10 nào, cho đi hết gọi là 900 cốc bia vàng luôn anh em ơi. Mà đấy, nhân tiện đây thì có một tựa game mang tên là Huyền Thoại Nhẫn Giả chơi. Ui, hề luôn, giống tựa game Huyền Thoại tặc này vãi trưởng luôn anh em ơi. Muốn chơi y hịt luôn. Các đúng mỗi về tướng thôi, nhưng mà đó chính là fan Naruto với cả fan One Piece kiểu vậy. Nếu như anh em nào mà muốn mình chơi ấy, cái tựa game này nó lâu dài thì anh em nhớ vào trong cái group gọi là Andy Game Zone nhé. Mình sẽ tập hợp lại, nếu mà đông đông một tí thì mình sẽ xem cái server này nó đẹp đẹp tí. Bây giờ đâu đó là 236 à? Server mới nhất là 236 thì phải. Đấy, tầm
240, 238, 239 gì đấy. Nói chung là tập hợp lại một server, nếu như đủ người chơi đông đông thì mình sẽ làm cái series đấy nó dài dài một tí nhá. Cày cuốc nghe vẻ là cũng ổn, nếu như mà giống huyền thoại hải tặc thì đảm bảo luôn là có thể cày cuốc được anh em nhá. Ờ đấy, mình thấy nó hợp lý phết. Ok, thì nhân tiện trong lúc mà chiêu mộ có bêu vàng nó bị đầy mất rồi mình đi huyết tế, thì có một câu đố mình muốn đố anh em, đó chính là thành viên thứ 7 trong băng mũ rơm là ai? Đáp án A, Nami. Đáp án B, Chopper. Đáp án C, Nico Robin. Hay là đáp án D, Sanji? Anh em nhớ để lại comment đáp án của mình ở bên dưới để xem anh em phải là fan cứng của One Piece không nha. Ô, thành tựu này, mình huyết tế 900 thuyền viên được 800 kim cương luôn anh em ạ. Ai chà chà, ngon đấy, nhiệm vụ xem nào, nhận thưởng luôn. Rồi, tiếp tục là chiêu mộ thôi anh em ơi. Cốc bia vàng nào, múc hết luôn. Mà bây giờ mình mới nhớ ra, không biết ở đây có anh em xem kênh mình có ai ở Hà Nội hay không. Hôm trước thứ 7 mình vừa đi Hà Nội một chuyến xong, trời ơi. Hôm đấy nhớ mai đi đến một cái quán vịt, mì vịt tiềm, ngon vai trưởng anh em ạ. Quán nước quất của nó đỉnh thực sự luôn. Kiểu uống đúng quả quất nó vắt ra luôn anh em ạ. Thề ngon vai. Lần sau nếu như mình có đi Hà Nội chắc chắn là mình sẽ làm quả food tour anh em ạ. Úi giời, chuyển sang review đồ ăn nên anh em ơi. Cơ bản là fan là Luffy lâu năm, One Piece các kiểu nữa, đâm ra lại thành là fan của đồ ăn anh em ạ. Mình lại có thêm một cái thành tựu nữa này, 2200 thuyền viên 5 sao ra, 800 kim cương. Mình có thêm mấy cái túi này mình mở tất luôn. Thêm số ô đã tăng lên là 950 rồi. Ào, mình chiêu mộ tiếp. Trời ơi, cứ đi chiêu mộ xong lại huyết tế, thế này thì bực mình quá. Mình sẽ quay đúng là 2 lần nữa để cho tròn 10.000 điểm. Sau đó là mở một phát 10 em luôn ở trong này, xem có em nào ngon kiểu như là Luffy Conoi không nhé. Biết đâu đấy, nó lại hên hên thì sao. Có đúng 11 cốc yêu vàng anh em ơi. Rồi, để dành nha, bây giờ mình sẽ mở này. Em gì đầu tiên, Gáp này. Tiếp tục, ui, Drake. Ái chà, Sanji. Ôi rồi, SS đi. Vai, SS. Ôi kìa, ui dồi ôi, Orage. Ui, Smoke à. Trời đất, cuối cùng. Ui dồi, không ngon như mình nghĩ rồi anh em ơi. Nhưng không sao, mình sẽ nhận phần thưởng phần thơ này. 250, ồ ngon này, 85 thùng bia này. Ui được này, 40 cái xúc sắc và 16 cái bánh lái. Mình sẽ lần lượt nhá. Đầu tiên là thùng bia đi, tiếp tục là chiêu mộ nha anh em ơi. Khả năng cao là ngày hôm nay hệ nhanh nhẹn mà nốt cái này nữa mà không ra là thôi. Tuần này là bỏ qua hệ nhanh nhẹn luôn đấy. Chi đao chi nào mãi chả thấy đâu vậy. 66 này, lộc lá, lộc lá, lộc lá. Rồi luôn, Kizaru nhìn trông rất là hoàng tà là bản. Tuy nhiên lại chơi hơi phế luôn đấy. Rồi, ai đây? Killer à? 26. Ôi rồi, thôi toang rồi. 16 thì sao? Vai nổi vậy. Hôm nay chiêu mộ kiểu gì vậy? Đen vai cái trưởng luôn anh em ơi. Đua top này. Ủa? Sao vẫn 610 vậy, nó không cập nhật điểm à? Thôi bỏ qua, tiếp tục là đến mảnh đây. Đầu tiên là cho cái bảo vật lam đi trước. Sau đó là đến đây. Thuyền viên, ai đây? Kinemon. Mày, trời ạ, sao hôm nay đen thế nhở? Thêm nữa đi. Lại Karina, em cuối cùng. Trời ơi, không thể tín nổi. Rồi luôn, đen vãi cả trưởng này. Không ổn rồi anh em ơi. Tình hình như thế này là rất tình hình luôn đấy. Bắt đầu có cái gì đó sai sai rồi nha anh em ơi. À đây rồi, có 50 cái bánh lái, khả năng là mình lấy thêm được một cuốn trục này. Tuy nhiên trong đội hình của mình bây giờ lại đang không có em nào gọi là L2 nhỉ. Luffy Gono của mình còn thiếu tận 5 em nữa. Trời đất ơi, Pudding còn thiếu 3 em. Ông Lo này thì cũng còn thiếu nhiều. Trời, Bullet thiếu mấy em nhỉ? À Bullet thiếu 2 em. Ừ được, thế thì mình lấy cuốn trục L1 nâng cấp luôn Bullet này. Rồi, mốc 10 xu. 10 xu là được cái gì? À, xu may mắn à. Ok, gần đủ rồi. 47 này, 48, 49 và 50. Ngọt lịm luôn anh em ơi. Quay trở về đảo bóng đêm cho thêm 2 nhát vào đây. Ok, cứ tích lũy được bao nhiêu tích lũy thôi. Sau này có event chơi lấy được thêm bánh lái lại mốc tiếp. Rồi, cuốn trục L1 này. Ngon lành cành đào anh em ơi. 50 thùng bia luôn này. Ô, được này. 50 thùng bia, chiêu mộ đặc biệt. Hay là chiêu mộ chính xác nhỉ? Đâu? Bên này chứ. Bullet là Luffy của nó. Ui, Uroge giật cá mình. Sanji. Rồi luôn, Franky này. Ok, tiếp tục. Ui, kíp kìa. Vãi nồi lại Uroge. Có âm tướng Endes nào hay không? Trời ơi, 16 thùng. Có ai không? Vãi nồi. Không thể tin được. Cú thực sự anh em ơi. Trời đất ạ, vãi trưởng quá. 1.800 dép Luffy này. Mình chơi sự kiện luôn, mở thêm cái dương Shiraoshi biết đấu đấy. Hên hên nó lại ra luôn em Shiraoshi thì sao. Mở luôn anh em ơi, được cái gì đây? Cái gì? Ui, 100 xu may mắn khá là ngon nha. Xu may mắn mình tích lũy được 1.200 rồi. Đợi lần sau mà mua được cái gọi là thẻ dành tay Sanji phát à.
Ối rồi mình chiêu mộ luôn. À đây rồi, vượt ngục này. Có thêm cái để đi rồi. Thùng bia. Ối rồi. Ối rồi. Ối rồi. Hết. À, qua trong tầng thế nào. À đâu nhầm. Qua đặt mốc chứ. Quá. Chưa đủ để đặt mốc luôn này. À, có bạn lên vào 126, lực chiến là 12 củ. Ui, ngang cơ với mình luôn, mình múc luôn để xem ra ăn được bạn ấy không nha. Đây, vứt vào như thế này đi. Rồi, lốp với con nó, vô trận luôn, 12.5 triệu. Mình hơn bạn ấy là 595 điểm lực chiến nhá. À đâu, 595.000 điểm lực chiến. Và bây giờ thì múc thử bạn Linh Gap 4.0 để xem như thế nào đây. Sanji ở bên mình tốc độ khá là cao. Được đánh trước rồi, tuy nhiên là gây ra không bị nhiều sát thương cho lắm. Và lo con nó có bên mình thì vừa nổ lên rồi. Chí Đạo Sư được tiếp tục nổ khóc tiếc các kiểu, mắt ướt quá. Rồi luôn, lúc con nó bên mình thì đấm khá là ghê. Lo con nó tìm bạn thì bắt đầu để trả sát thương rồi. Yamato có đóng bắt được hay không đây? Câu trả lời là có luôn, đóng bắt được hai em mới đau chứ. Lúc con nó bên bạn thì đánh cũng cực kỳ là gắt luôn. Rồi con nó thì nổ một quả ái trả càng đét luôn. Sanji bắt đầu tấn công và ối dồi ôi, chết rồi. Thiếu đốt thế này thì không ổn tí nào. Bullet đấm đi, hay quá, tuyệt vời Bullet ơi, được quá nhở. Thôi, xong rồi. Tại sao bên mình dính thiếu đốt cho gần hẹo rồi. Cố lên nào. Còn đó chính là Shiraoshi. Liệu rằng có hồi sinh được cho ai không đấy. Câu trả lời có hồi sinh được cho lâu con đâu rồi. Hay tuyệt vời mà trời luôn. 4-3. Ok, hút đinh. Đánh tim bạn. Đúng rồi. Ôi chết rồi. Luffy còn đó bên kia cào. Tê nhỉ. Lực chiến cũng căng thẳng đấy. Và bên đó vẫn còn Sanji đang ẩn. Phun khí máu. Vai nổi. Kết hợp với cả em Shiraoshi nó cứ thế. Bên mình vẫn thắng này. Rất may là bên mình vừa có Luffy Gonor, vừa có đó chính là Sanji à. Đột khá là đau. Thế cho nên cuối cùng vẫn giành chiến thắng được anh em nhá. Tất nhiên là hơn 600 cả điểm lực chiến cho nên chiến thắng chả vẻ vàng gì. Nhưng mà thôi, coi như là vớt vát được một tí cho đỡ buồn trong ngày hôm nay. Bởi vì ngày hôm nay thì cực kỳ là đen luôn anh em ạ. Cú thực sự luôn. Rồi ôi, khoan. Bullet có 30 mảnh rồi. Chứng tỏ là mình chỉ cần thu thập thêm 20 mảnh nữa thôi. Là hoàn toàn có thể nâng cấp được cho nó lên thêm một sao nữa. Hay xa, dễ vai trưởng luôn anh em ơi. Mình đã tích lũy đây khá là nhiều này. Một, tự động luôn. Bắt đầu này, hoàn thành luôn nha anh em. Không nói nhiều. Bullet tiếp tục tự động. Rồi, hoàn thành luôn. Rồi xa, tôn công 120 kim cương. Đỡ phải chờ đợi. Tiếp tục hoàn thành ngay. Nhận luôn. Ôi giời, easy luôn anh em ơi. Đây rồi, thành tựu ngon lành luôn. Bullet nhận luôn này anh em ơi. Ok, nâng cấp này. Khiêu chiến và chiến thắng 15 lần. Nào, thế thì mình sẽ tiếp tục là đi khiêu chiến đấu trưởng anh em nhé. Mình cứ lựa chọn mặt nào lực chiến ngang tầm thôi thì múc nha. Ok, lần này mình sẽ ấn bỏ qua nhé anh em. Không để lại gọi là để chiến đấu để xem đánh như thế nào nữa. Chiến thắng một trận này. Đây, cứ bắt nạt mấy ông lực chiến thấp này. Có khi là nhanh chứ. Rồi luôn, hai ông nhá. Ok, mà đủ 15 trận chưa nhỉ. Để mình quay trở về mình check lại cái thông thạo cái đó. Xem đủ rồi thì thôi. Ô, đủ rồi này anh em ơi. Đấy ơi, ngon lành này. Quá, xuất nộ 78 lần. Này có mà đánh đến Tết anh em ạ. Thôi. Thế thôi, đành phải để dành cho video tới rồi anh em ơi. Chứ bây giờ mà mình ngồi phát để đánh đúng đến đêm luôn. Thề. Thôi, thế thì bây giờ mình sẽ đi gọi là auto chiến trường. Sau đó là sẽ làm luôn cái nhiệm vụ vừa là chiến trường lấy thùng bia các kiểu. Vừa là làm cái nhiệm vụ đấy luôn anh em nhá. Ok, thôi thì hẹn anh em sang video tới. Chúng ta sẽ cùng nâng cấp cho Bullet lên F4 anh em nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.